Hiện tại thì ở trên tay em đang là một con new full mop nhá, nhưng mà nó đã bị xé siêu ra rồi nhá. Đấy thì em chỉ nói như này thôi. Nếu như mà cái siêu này chưa bị xé ra ấy và nó còn nguyên siêu ấy thì con new siêu ấy nó phải đắt hơn khoảng tầm 3 củ. Nhưng mà xé siêu như này rồi ấy thì em bán cao hơn máy cũ có một củ thôi. Còn vì sao mà những cái con máy như thế này người ta lại xé siêu ra để làm gì ấy thì nó cũng sẽ có một số nguyên nhân. Ví dụ như là những chiếc máy xách tay từ Mỹ như con này là của Mỹ ấy, thì khi mà vận chuyển về ấy, người ta sẽ khui siêu ra sau đó vận chuyển để giảm thiểu cái chi phí. Bởi vì là khi mà khui siêu ra ấy, thì người ta sẽ vận chuyển theo cái kiểu là máy vận chuyển theo một đường, còn hộp vận chuyển theo một đường, thì lúc lúc đấy thì sẽ giảm thiểu mọi chi phí vận chuyển nhá. Còn có một cái trường hợp nữa là anh em cũng phải thực sự lưu ý, đấy là siêu này vẫn có thể đóng lại được. Thì có những bên khi mà nhập những cái con máy như thế này về thì nó sẽ rẻ hơn máy nguyên siêu được tầm vài củ rồi, thì nó sẽ bỏ hết cái siêu này, bỏ hết cái siêu cũ này đi và đóng lại cái siêu mới và lại bán ra cho anh em một cái máy giống như là máy nguyên siêu và thu về một khoản lời rất là lớn. Đấy, cái này thì anh em không thể biết được đâu. Và nhiều khi thì cứ nghĩ là mua được cái con new siêu thì chả có gì là phải lo cả. Còn cái cách duy nhất để anh em hạn chế cái việc là sợ cái siêu này đóng lại, đấy là anh em tìm một cửa hàng uy tín để mua thôi. Đấy, còn đối với con new đã xé siêu như này rồi ấy, thì anh em mua rẻ hơn cái con nguyên siêu mà chưa xé thì được vài củ. Và khi mà mở hộp ra nhá, đấy, thì máy vẫn là máy mới 100% và vẫn còn nguyên cái siêu màn nhá. Đấy, rồi là vẫn có cáp theo máy này, rồi là những cái phụ kiện kèm theo ấy. Đấy, táo tiếp các thứ kèm theo là nguyên theo máy nhá. Thì bác nào mà dùng 14 Plus cũ ấy mà chán rồi hay là dùng gần một năm rồi thì qua đổi những cái con máy như thế này ấy thì chỉ cần bù cho em 1 triệu chênh lệch với cả 500k phí reset bảo hành thôi nhá. Còn bác nào mà đang dùng 13 Pro Max 256 ví dụ là màu xanh chẳng hạn, đổi lên cái con này thì bù cho em có 100.000 tiền chênh lệch với cả 500k reset bảo hành, là tổng 600.000 thôi nhá. Đấy, còn số lượng thì em về cực kỳ ít nên là bác nào mà quan tâm ấy thì có thể để lại comment ở phía dưới để em có thể tư vấn chi tiết hơn nhá.